Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đây, như anh em đã biết thì ngày hôm nay chúng ta có hai cái skin mới, một là Hải Thần Đường Tam trông ngầu vai cả trưởng luôn anh em ạ. Đấy, thứ hai nữa là Hạo Thiên Trùy Đường Tam. Bên cạnh đó thì chúng ta có thêm một em tiên hữu mới nhá. Thì đối với em tiên hữu Tiểu Vũ này thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm cái thiên phú chiến đấu là giảm sát thương cuối đi 1%. Ok, thế thì làm thế nào chúng ta có thể kiếm được hai cái skin Đường Tam cũng như là em tiên hữu Tiểu Vũ đó? Thì một chỗ nó nằm ở trong cái phần tầm bảo trợ yêu này anh em này. Click vào nha. Đấy, ở đây nó có một cái phần quà tùy chọn. Cái quà tích lũy này cũng hay này. Nếu như tầm bảo được 56 lần thì chúng ta sẽ có thể được một cái dương tùy chọn anh em ạ. 86 lần là sẽ được một em Đường Tam Hạo Thiên Trùy. Còn để sở hữu được gọi là Hải Thần Đường Tam ấy thì chúng ta cần phải 557 lần. Rồi giờ mình sẽ tính toán cho anh em cách làm nào để có thể lấy được ba cái vật phẩm đấy nó rẻ nhất anh em nhá. Đầu tiên là để lấy được cái thanh niên Hạo Thiên Trùy Đường Tam này thì chúng ta sẽ cần phải 86 lần đi tầm bảo. Thời gian diễn ra hoạt động là 30, mùng 1 và mùng 2. Và mỗi một ngày chúng ta mua mắc cái gói tiên ngọc tầm bảo này thì 3 ngày chúng ta sẽ có 18 lượt này và sẽ bị trừ đi 2988 tiên ngọc anh em nhá. Tiếp theo ở trong phần nhiệm vụ, đây, 7 cái nhiệm vụ anh em nhá và nhân với 3 ngày lên thì chúng ta sẽ có 21 lượt tầm bảo trong 3 ngày nữa. Gói video này thì chúng ta sẽ xem được 3 lần thì tổng cộng 3 ngày chúng ta sẽ có 9 lần tầm bảo nữa. Như vậy là chúng ta đã được 48 lượt tầm bảo rồi anh em ạ. Thiếu 38 lượt thì anh em sẽ nạp các gói sau cho mình nhá. Một gói 25.000 này, một gói 129.000 này và hai gói 249.000 thì tổng cộng mình tính toán cho anh em là sẽ được 39 lượt tầm bảo nữa. Và chúng ta sẽ chỉ tốn đâu đó là 652.000. Và tương tự như thế để sở hữu được cái tín vật Tiểu Vũ này, đâu đó là sẽ thiếu 52 lượt nữa. Và với 52 lượt đó mà tính toán ở trong này thì anh em sẽ mua một cái gói 129.000 và ba cái gói 249.000 này là vừa đủ anh em nhé. 52 cái lượt tầm bảo tổng cộng nó sẽ rơi vào là 876k anh em ạ. Tiếp tục vẫn với cách tính như vậy, để sở hữu được cái skin Hải Thần Đường Tam này vẫn là 48 lượt từ làm nhiệm vụ và xem video thì tổng cộng chúng ta cần 556 lượt trừ đi 48 lượt, tức là còn 518 lượt nữa anh em ơi. Bắt đầu đến cái gói nạp tiền ở dưới này thì anh em sẽ cần phải nạp một gói 25k, một gói 129k, 3 gói 249k, 3 gói 499k, 3 gói 779k, 3 gói 1.299.000 và 2 gói 2.499.000. Tổng cộng để sở hữu được cái skin này anh em sẽ cần phải tiêu tốn 13.630.000 anh em nhá. Ok, bây giờ thì mình cũng sẽ mua mắc hai cái gói này nhá. Chơi thử xem như thế nào. 996 tiên ngọc đã ra đi. Rồi, ôi thôi chết, tầm bảo trợ yêu. Đấy. Xem mà được nhiều tịnh bình thủy không? Rồi, 7 bình luôn. Đấy, mình biết ngay mà. Cái tỷ lệ ra tịnh bình thủy nhiều lắm mà. Tiếp tục này. Đào vào tịnh bình thủy cũng được. Mình đang cần lên cây 14 anh em nhá. Ấy giời ơi. Rồi. Ui ạ. À. Ui ạ. À. Lần tiếp theo. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái này là lệnh yêu tông. Dùng để đổi đạo cụ tại sạp yêu anh em nhá. Thêm phát nữa nè. Chíu. Lại ra cái gì đây? 30 ngựa linh thạch anh em ạ. Đây, sạp đại yêu ở đây anh em ơi. Hoàn toàn là có thể mua được vật phẩm. Ô, khoan anh em ơi. Mình đã tính toán nhầm một chút. Bởi vì là chúng ta còn có thể là chiêu mộ càng nhiều thì chúng ta sẽ tích lũy nhận được cái lượt ở đây nữa anh em ạ. Ờ, thế thì cái giá trị thực sự của nó sẽ rẻ hơn một chút so với cái giá mà mình vừa tính toán lúc nãy nhá. Rồi, hôm nay thì mình đang cần đến tịnh bình thủy để có thể là nâng cấp cây lên 14 luôn. Cho nên là mình sẽ vá cái gói 129.000 này luôn nha anh em ơi. Rồi ok, nhận thưởng hết những cái này luôn này anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ cho cây lên 14 luôn. Rồi, wow, 23 ngày nữa thì mình mới có thể lên được cây 15 anh em nhá. À đây, còn tăng tốc được luôn này. Đó, thì như đã chia sẻ với anh em thì khi mà lên cây 14, cái quy tiên thủ của mình nó sẽ không có gì. Mà phải lên cây 15 thì mới có. Nên là tích lũy đào từ hôm qua. Bây giờ mình được 3.000 đào thì mình sẽ xả luôn anh em ơi. Let's go. Để xem là cái cây 14 này nó sẽ ra sao nha anh em. Hôm nay là ngày thứ 26 cho nên là mình cũng mở ra được cái tính năng pháp bảo này nữa. Thì tí nữa thì mình sẽ đi tầm bảo các thứ các kiểu con là điểu nha. Đâu tầm bảo thử tí cho nào. Rồi phát nữa đi. Ok. Ủa, miễn phí. Một lần nữa này. Rồi, trong lúc đó mình cũng sẽ đi reset linh thú thử xem này có hiện hơn thế nào không nha. Ứng lão đâu. Ôi ôi, hai mong giả này.
Tiếp tục là mình sẽ chơi cái bài đó chính là ra trận em pet cùi để reset được ra ứng long nha. 1 2 3. Ôi trời, anh em thấy chưa, được của nó đấy, đánh lừa đấy. Trời ơi, chiêu mộ luôn để xem em này có giống ngon không. U cường hóa trị liệu. Ui rồi ui rồi, căng thẳng thực sự anh em ơi, vãi thật. Cường hóa trị liệu, bây giờ mình đã đi nuốt à, hốn thế nhở. Bây giờ cũng không biết chơi kiểu gì cho nó được nữa anh em ơi. Bây giờ mà nuốt em này mà nó không ra dòng ngon thì đúng là cũng lãng phí nhỉ. Đây là mình đang có cường hóa trị liệu phẩm tím. Thôi liều anh em nhé. Mình sẽ cài lại đã. Em này mình cài lại. Cài lại. Ok. Ra trận em này luôn. Đấy. Bây giờ là mình sẽ nuốt. Nuốt. Nuốt trướng. Cường hóa linh thú. Cường hóa linh thú. Chán luôn anh em ạ. Không biết nói gì. Đen thế nhở. Ôi, giờ lại tích lũy hoa để có thể là đi tẩy luyện skill chứ biết làm sao bây giờ. Còn nuốt niếc kiểu này thì phế quá, em ứng lòng của mình hơi khuế anh em ơi. Không sao, tích cực quay tay vận may sẽ tới, mình tin là như vậy nha. Ra đúng quả liên kích mới cày nha anh em. Bực thế nhở. Nhiệm vụ này. Rồi, khiêu chiến đấu pháp 5 lần. Ái chà chà, khiêu chiến yêu vương đi luôn được này. Yêu vương thì dễ này. 1 2 3. Cho 8 lần luôn. Tầm bảo trợ yêu, nhiệm vụ. Đây ói. Khiêu chiến đấu pháp 5 lần à. Đủ lượt cho ta 4 cái vé này. Chiến luân, chiến thần à. Mục thử. Ây à. Ai à? Rồi. Ý rồi. Không ăn thua. Không ăn thua. Rồi. Ai à, có đóng băng. Có đóng băng à? Ôi, bạn này chơi mắc cường hóa linh suy yếu linh thú rồi. Mình nhìn phát mình biết luôn. Khả năng là phải có 1 đến 2 dòng suy yếu linh thú cũng nên. Ố, món trang bị đầu tiên anh em nhé. Cây 14 và món trang bị đầu tiên là mình thấy được kha khá để mình chiến đấy. Rồi. Múc luôn này. Múc luôn này. Tiếp tục. Futi à? Ôi thôi chết. Nhìn sơ qua em không biết là có bạn nào trong bang của mình không, đánh nhầm mình chết dở. Rồi. Rồi. Rồi, ok. À. Này thì Futi. À may quá, không phải bang mình. Tiếp tục thôi. Cứ bang khác ngồi diệt anh em nhá. Trong bang thì anh em né ra. À đỡ à. Đỡ à. Rồi luôn. Rồi luôn. Cạp liên tọa anh em ơi. Ờ đi tầm bảo thử phát. Bao nhiêu lần đây? 20 lượt. Được cái gì không? Có luôn. Hai cái. Rồi bỏ qua đấy. Ui 761k này anh em ơi. 18,1%. Cây 14 khác thực sự. Được, được, được anh em ơi. Bỏ qua hoạt ảnh. Ủa, chưa được hả? Rồi. Lên luôn. Uầy. Pháp bảo cam luôn anh em ạ. Vực Sơn Hà. Công 2% sau mỗi lần chiến đấu tại bảng quần hùng. Cái gì đấy? Khoan. Đã có. Đây này. Đây, đây, cái này là cái gì đây? Sau mỗi lần chiến đấu tại bảng quần hùng, công tăng 261. Uầy. Cái này chuyên dùng để mang đi bảng quần hùng anh em ạ. Luyện hóa một phát xem nào. Nó sẽ tăng cái chỉ số công của đây nha anh em ơi. Hy vọng rằng là có cái pháp bảo nào đó xịn sò con bò hơn để mình có thể đi PK chiến đấu nó chất chơi người rơi hơn anh em ạ. À đánh đấu pháp thêm một vài lần nữa đi để có thể là làm luôn những nhiệm vụ anh em ơi. Múp luôn. Múp luôn. Úi giời ơi. Thì lân xịt vào đau chưa. Ai à. Ai à. Ai à, châu à, châu với chúng tôi à, nhiệm vụ, dị thú xâm lược 3 lần à,
từ từ đã, cái này mình tiếc lắm bởi vì là cần phải nâng cấp cho nó mạnh hết đi, xong cuối ngày thì mình đi dị thú xâm lược anh em nhá. Tâm bảo trợ yêu tìm báo 10 lần xem nào. Ok. What? Tướng là ngon cơ. Ui. 910.000 này anh em ơi. Vãi cái trưởng. Ui chỉ số này, 99.000 công. Thay luôn như cần gì nữa. Tăng ác không anh em ơi? Có thêm 2 lượt nữa này. Ok này. X2 luôn đấy. Ừ, 3 cái này luôn à. Ấn đại yêu có thể mua được ở trong này này. Ấn đại yêu. Được cái chứ. Tín vật tiểu vũ là chúng ta cần một ấn. À, nếu như mà 10 ấn là chúng ta có thể mua được hoa nạn hồn này. Wow, thêm một trang bị nữa. Tăng 231k điểm lực chiến. Wow, lên cây 14 thì khác bọt thực sự anh em này, lại nữa này. 661k điểm lực chiến, né của 15,2% này. Ui rồi, được quá nhờ. Tỷ lệ ra linh bảo 2 sao các thứ là nó đã ngon lành cành đào hơn rất nhiều anh em ạ. 10 cái vé chiêu mộ. Ôi. Tâm bảo. Phải rồi. Cái thích nhỉ. Tiếp tục 500k điểm được chiến. Ui giời, có khi lên 8.000 vạn trong ngày hôm nay mất thôi anh em ơi. 141 được. Phần trăm tăng lên là được. Ủa, 940.490 này. Được này anh em này. 7.900 vạn anh em ơi. 123k điểm được chiến. Trời lớn. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi oanh đấu pháp một chút nhỉ. Rồi, múc luôn. Đấy à. Úi à. Ăn được. Ui, bạn kia có hồi sinh à? Được cái chứ. À, choáng đóng băng các thứ liên tục luôn. Ra gì đấy. Rồi. Zeus. Nạn nhân tiếp theo. Úi à. Ông của bạn đấy cũng thốn đấy chứ. Ây à, choáng luôn. Uầy, được này. Ông của bạn này có suy yếu linh thú ngon này. Em ứng long của mình đánh mà không có cái quần què gì luôn anh em ạ. Bởi vì ứng long của mình đã không có cường hóa linh thú rồi. Bạn đấy lại còn chơi ong suy yếu linh thú nữa thì lại perfect luôn. Rồi. Đấy, như bạn này không có suy yếu linh thú cái nó khác bọt hẳn anh em nhé. Đánh thử bạn này xem nào. 6.700 vạn. Nào. À, bạn đấy hình như cũng chơi né này. Cũng né à. Úi giời. Nhưng mà mình cạp ngon hơn. Chân à. Đây này, đánh thử bạn chân này. Bạn chân này có em ong già khó chịu kinh khủng luôn. Không biết bây giờ bạn ấy đã sở hữu được em ong già mà có là mấy dòng suy yếu linh thú rồi. Anh em thấy không? Đấy. Đứng lòng của mình cạp không thôn tí nào luôn cơ mà. Rồi, nhưng may quá mình vẫn thắng nha. Chiến thần à. Rồi. Lụm luôn chiến thần. Ây à. Đấy anh em thấy không? Hôm nay mình thấy là em Sơn Giác Tinh mặc dù nó là một em tinh quái phẩm lam, nhưng mà đi PK rất chi là có lợi nha. Nhiều bạn tốt vẫn chơi bình thường nhá. 190k để mình chiến nữa à. Yeah, cuối cùng thì mình cũng lên 8.000 vạn rồi. Tuyệt vời quá anh em ơi. Cuối cùng thì cũng đạt con số tròn trĩnh này 8008 anh em nhé. Đánh thử bạn hơn 1.000 vạn yêu lực xem nào. 9.001. Ây à, Mình chơi né. Ây à, né được. Ha ha, ngon. Chiếm lợi thế thôi. Đóng băng đi. Ây à, thiếu đốt đau thế. Rồi. Ui, thốn chưa. May là còn né lại hồi máu được. Ngon. Đấy là cái lợi thế kia mình chơi né nha anh em. Ui, 890.000. Phần trăm rồi, 15,6%. Ồ, linh bảo một sao nó phải khác chí bảo chứ. Mình thấy là bình thường những cây dưới á, nếu như cái tỷ lệ mà 0,08% này là nó vẫn ra được này. Nhưng mà nãy giờ mình chặt là cũng chưa ra được món linh bảo 3 sao rồi nhá. Nhưng mà linh bảo 2 sao thì cũng có rồi. 874k này. Ok luôn. 251.000 à, cũng được đấy chứ. Để mình xem tỷ lệ của mình lên bao nhiêu nha anh em ơi. 253% rồi anh em ơi. Hô hô. Một lần kỳ nào, lên 300% đi. Lên 300% cái DPK sướng ngay. Né cái gọi là liên tài tọi anh em ạ.
341k, thôi giảm tí phần trăm nhưng thêm cái thuộc tính cơ bản này là cũng được. Thôi, lại tiếp tục đi chiếu mộ ứng long. Anh em ơi, lần này ra trận con ngựa anh em nhé. Nào, xem là được mấy em ứng long trong ngày hôm nay nào anh em ơi. Cái gì đấy? Ui. Được không em ơi? Được quá nhở. Không ngờ với cái bài gọi là cứ cho linh thú cùi bắp ra trận sau đấy là đi reset anh long là cũng hợp lý này. Công né các kiểu này. Ôi, lại phải cài lại thôi. Chứ rồi, hết tiên ngọc rồi anh em ạ. Không sao, không sao. Tí nữa mình sẽ là 129k vậy. Nuốt chửng. Anh Long ơi, lần này cho em dòng nào xịn vào. Cường hóa linh thú phẩm cam vào anh Long nhá. Anh Long nhá. Ôi trời ơi. Cái gì thế này? Trời ơi. Bực thế nhờ, cho tất cả đều là phẩm lam luôn anh Long ơi. Chịu anh luôn ấy. Ai, bó tay anh luôn. Cái thế nhờ. Bực thực sự anh em ạ. Ê, khoan. Không nha. Em là em trang bị anh này cơ. Rồi, ok. Ôi trời, bực quá anh em ơi. Hai lần rồi trong ngày hôm nay anh em ạ. Mỗi tội là nuốt chửng nó cứ bị đen đen kiểu gì ấy nhở. Hết tiên ngọc rồi anh em ơi. Chết. Trong phần phúc địa của mình chắc là phải làm cái gói châu tụ bảo này thôi anh em ạ. Vã luôn. Xử lý thành công này. Rồi, ok. Có thêm 6k, vớt vát lại được tí anh em nhá. Nhận luôn, gói bên này là được 10k. Nhưng mà cũng hơi căng, thôi để khi khác đi. Tiên duyên xem nào. Nhận thưởng. Thu hút tinh quái một lần, thu thập đạo cụ cho phúc địa, dị thú xâm lược. Tiên duyên. Thôi được, để từ đã anh em ơi. Mai nữa là chắc là full cái gói tiên duyên này rồi anh em ạ. Và đây anh em ơi, sau khi mà xả hết cái số đào đấy thì mình cũng đã nâng được yêu lực lên 8.500 vạn anh em nha. Hy vọng rằng là trong video ngày hôm nay anh em có thể biết cách làm nào để sở hữu cho mình hai skin mới cực kỳ xịn sò con bò với giá rẻ nhất. Cũng như là anh em nào mà chưa lên cây 14 thì có động lực hơn để tích đào khoảng 4-5.000 lên cây 14 nha. Tăng khá nhiều yêu lực đấy. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bye bye.